Yo, what's up bro? Chào mừng trở lại với channel Laptop TCL. Bình thường khi nhắc đến những chiếc laptop cao cấp và tranh xả lại còn dành cho các bạn nữ thì tôi đoán chắc là phải đến 96,69% các ông sẽ nghĩ ngay đến những chiếc MacBook của nhà Apple. Đặc biệt là MacBook Air vừa mỏng nhẹ vừa tranh xả sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các bạn nữ khi mua laptop. Chỉ cần bỏ ra 13 triệu đồng là các ông có thể sở hữu ngay một chiếc MacBook cũ 13 inch siêu sang chảnh rồi. Ngoài ra còn có ưu đãi dành riêng cho các bạn nữ sinh viên khi mua MacBook tại Laptop TCL. Đó là giảm giá trực tiếp 500k và vẫn có đầy đủ các quà tặng đi kèm. Link sản phẩm tôi sẽ để bên dưới phần mô tả cho các ông tham khảo. Vậy sử dụng chiếc MacBook 13 inch 2015 trong năm 2022 này thì có điểm gì đáng giá? Cùng tôi tìm hiểu nào. Vào những năm 2015 khi những chiếc laptop vẫn còn to, dày và nặng thì Apple đã cho ra mắt một thiết kế đột phá trên chiếc MacBook của mình. MacBook Air nổi tiếng thế giới với kích thước siêu mỏng nhẹ và nhỏ gọn của mình. Cho đến hiện tại thì MacBook Air 2015 vẫn nằm trong top những chiếc laptop mỏng nhẹ nhất. Máy chỉ nhẹ 1.35kg, nơi dày nhất là 1.7cm và nơi mỏng nhất của máy chỉ 0.3cm. Oh my god, quá là mỏng luôn các bạn ạ. Các bạn nữ có thể cầm một tay nhẹ nhàng, thoải mái bỏ ba lô, túi sách mang đi học, đi cà phê hay đi chơi cùng bạn bè. Apple vẫn giữ lối thiết kế nguyên khối kim loại và tối giản nhất có thể. Nhìn toàn thể chiếc máy chúng ta có thể thấy nó hầu như là một khối thống nhất. Toàn bộ máy đều là màu bạc sang chảnh và hạn chế tối đa các chi tiết thừa. Chúng ta sẽ chỉ có logo táo cắn dở ở mặt A của máy và có thể phát sáng để thể hiện với những người xung quanh biết là tôi đang dùng MacBook đấy. Phía dưới màn hình cũng có dòng chữ MacBook Air quen thuộc. Về màn hình, đây tiếp tục là một điểm đáng giá của chiếc MacBook Air 2015 này. Có thể nói với công nghệ màn hình Retina là niềm tự hào công nghệ khiến màn hình trên MacBook vượt xa so với các đối thủ. Hình ảnh hiển thị rất trong trẻo, trung thực, màu sắc rực rỡ đi kèm với độ sáng cao. Chị em mà dùng chiếc máy này để cày phim xem ảnh thì cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Cấu hình của MacBook Air 2015 không còn quá mạnh mẽ vào thời điểm hiện tại nữa. Tuy nhiên với hệ điều hành macOS thì vẫn đem lại trải nghiệm rất mượt mà khi chúng ta lướt web, xem phim, làm các công việc văn phòng như gõ văn bản, học online. Với nhu cầu học của các bạn học sinh, sinh viên thì chiếc MacBook Air vẫn có thể đáp ứng một cách mượt mà thoải mái. Và còn một điểm nữa là chiếc máy này phù hợp hơn với các bạn nữ vì MacBook sinh ra không phải là để chơi game. Một điểm đáng giá nữa của MacBook Air là đem lại thời lượng sử dụng pin rất khủng. Với các tác vụ văn phòng kết hợp với phát video thì máy cho khả năng on screen liên tục tới gần 8 tiếng. Như vậy chúng ta có thể tự tin mang chiếc máy này đi học hay đi làm cả một ngày mà không lo hết pin. Bàn phím của máy hơi nông nhưng cảm giác gõ phím rất êm và có độ nhún tốt. Đáng tiếc là Apple không trang bị công nghệ cảm ứng Force Touch cho trackpad của MacBook Air. Tuy là vậy nhưng mà trên thị trường thì vẫn có rất ít hãng có thể tiến gần đến đẳng cấp trackpad cảm ứng đa điểm trên MacBook được. Tổng kết lại thì theo đánh giá của tôi thì MacBook Air 2015 sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nữ sinh viên trong thời điểm này. Một chiếc MacBook mỏng nhẹ, sang chảnh mà giá lại cực kỳ rẻ, quả là một món hời đúng không nào? Nếu các ông thấy video này hay và hữu ích thì hãy để cho chúng tôi một like và một subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại các ông trong video tiếp theo.